chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng thưa quý vị hôm nay là thứ hai 20 tháng 11 năm 2023 và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày bắt đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Nam Mỹ cử tri tại Argentina đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì. Vào ngày hôm qua, 19 tháng 11, các cử tri tại Argentina trên khắp 24 tỉnh thành của cả nước đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì mang tính quyết định tại quốc gia vùng Nam Mỹ này để bầu ra một nhà lãnh đạo mới cho 4 năm tới đây. Hiện nay, Argentina có tổng cộng 35 triệu 800 ngàn cử tri hơn 86.000 nhân viên cảnh sát và quân đội cùng với khoảng 4.500 các phương tiện đường bộ, 14 chiếc máy bay trực thăng, một chiếc máy bay vận tải C-130 và 4 chiếc tàu của hải quân được đưa tới để phục vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sự kiện này. Đây sẽ là một cuộc tranh đua căng thẳng giữa Bộ trưởng Kinh tế là ông Sergio Massa do Liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả có tên là Union Paul Patria Liên minh vì Tổ quốc đề cử và các dân biểu theo đường lối cực hữu và nổi lên là ông Javier Milei là một nhân vật đang lên trên chính trường tại Argentina. Trước đó trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vào giữa tháng 8 vừa qua, dân biểu Javier Milei đã làm rung động dư luận tại quốc gia này sau khi ông giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất lên tới 30,2% còn Bộ trưởng Massa thì đứng hàng thứ nhì với 21.4% số phiếu ủng hộ. Theo giới phân tích chính trị, thì cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì tại Argentina lần này mang tính quyết định đang trở nên gay cấn và khó đoán định hơn bao giờ hết do tỷ lệ những người ủng hộ dành cho các ứng cử viên gần như ngang bằng với nhau. Theo dự kiến thì tổng thống đắc cử của Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 12 với nhiệm vụ hàng đầu đó là vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực châu Mỹ Latin này để thoát khỏi tình trạng lạm phát và để thu hút đầu tư cũng như giải quyết những món nợ với quỹ tiền tệ quốc tế. Tin đến từ nước Nga thưa quý vị. Bộ Nội vụ của Nga mới đây đã đưa tên cựu Thứ trưởng của Bộ Tài chính, cựu Thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, ông Sergei Alexashenko, vào trong danh sách truy nã với các buộc hình sự. Trước đó hai ngày, ông Vasily Piskaryov, là chủ tịch của Ủy ban điều tra các vụ can thiệp ở nước ngoài và các vấn đề của nội bộ thuộc về Hạ viện của Nga, đã đề nghị văn phòng Tổng công tố Nga hãy coi ông Alexashenko và nhà kinh tế Sergei Guriev là đại diện nước ngoài vì những hoạt động chống lại nước Nga. Theo ông Piskaryov, các yếu tố của việc phạm tội gồm có tội phản quốc có thể được phát hiện trong những hành động của hai người này. Ông Alexachenko làm thứ tưởng của Bộ Tài chính từ năm 93 đến năm 95 và là phó thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Nga từ năm 95 đến năm 98. Ông hiện giờ đang sống ở tại Mỹ và là người chỉ trích cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Ông viết ở trên Telegram rằng đã ở trong cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga trong 5 năm qua, nhưng việc bị đưa vào danh sách truy nã là một diễn biến mới. Trong khi đó, ông Guriev là giáo sư kinh tế học ở tại Viện Nghiên cứu Chính trị của Paris, vốn là một trong những đại học lớn ở tại nước Pháp. Nghị sĩ Pirarikov cáo buộc hai người là ông Alexashenko và ông Guriev tham gia vào trong việc xây dựng lệnh trừng phạt nước Nga thông qua những công việc ở tại nhóm làm việc quốc tế về việc cấm vận Nga của Đại học Stanford của Hoa Kỳ. Tuy liên quan giữa Ukraine và Ba Lan, có tới 3.000 chiếc xe tải của Ukraine bị kẹt lại ở khu vực biên giới do làn sóng biểu tình của các tài xế người Ba Lan. Vào ngày hôm qua, 19 tháng 11, các giới chức tại Ukraine cho hay khoảng 3.000 chiếc xe vận tải, phần lớn là xe của Ukraine, đang bị mắc kẹt trên vùng biên giới phía Ba Lan do làn sóng biểu tình của các tài xế người Ba Lan. Các tài xế xe tải người Ba Lan đã chặn những tuyến đường dẫn tới ba trạm biên giới ở vùng biên giới giữa Ukraine và Ba Lan để phản đối việc họ bị mất cơ hội kinh doanh vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Trong thông báo đưa ra vào tuần trước, các giới chức của Ukraine cho hay Ukraine và Ba Lan vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc biểu tình của các tài xế xe tải người Ba Lan. Trong thông báo mới trên mạng xã hội X, Phó Thủ tướng của Ukraine là ông Oleksandr Kubakov cho hay, trong hơn 10 ngày qua, các tài xế người Ukraine đã bị chặn lại ở biên giới phía Ba Lan. Hàng ngàn người đang buộc phải sống trong điều kiện khó khăn khi bị thiếu thực phẩm, nước uống và nhiên liệu. Theo các giới chức của Ukraine, thì Đoàn xe tải xếp hàng dài tới hơn 30 cây số hướng về trạm biên giới Johadin và đoàn xe khác cũng kéo dài 16 cây số hướng về trạm biên giới Krakivets. Theo Bộ hạ tầng cơ sở của Ukraine thì mỗi tháng trung bình có khoảng từ 40.000 cho tới 50.000 chiếc xe tải chạy xuyên biên giới với Ba Lan qua 8 trạm biên giới, nhiều hơn gấp 2 lần so với trước khi cuộc xung đột xảy ra hầu hết hàng hóa do các đội xe tải của Ukraine chuyên chở. Hiện nay, do cuộc biểu tình của các tài xế xe tải người Ba Lan, thì mỗi giờ đồng hồ chỉ có được một số ít xe chạy được qua các trạm biên giới này. Theo các thương lái ngũ cốc người Ukraine, thì hoạt động vận chuyển thực phẩm bằng đường bộ của Ukraine đã giảm tới 2,7% trong 13 ngày của đầu tháng 11 do những khó khăn ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói rằng chính quyền Palestine nên quản lý cả Gaza và Bờ Tây Tổng thống Biden mới đây đã viết cho một bài bình luận được đăng ở trên tờ báo Washington Post rằng Gaza và Bờ Tây nên được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất cuối cùng là dưới chính quyền Palestine đang hồi sinh vì tất cả chúng ta đều nỗ lực để hướng đến giải pháp hai nhà nước Ông sử dụng bài viết này để cố gắng trả lời câu hỏi Hoa Kỳ muốn gì đối với Gaza sau khi xung đột giữa Do Thái và Hamas khép lại Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã phản đối đề nghị của Tổng thống Biden về việc để cho chính quyền Palestine quản lý giải Gaza. Tôi nghĩ chính quyền Palestine với hình thức hiện tại không có khả năng để chịu trách nhiệm về Gaza. Ông ta nói trong một cuộc họp báo ở tại Tel Aviv. Chính quyền Palestine đã từng quản lý cả bờ Tây và Gaza, nhưng đã bị lật đổ ra khỏi Gaza vào năm 2007 sau một cuộc nội chiến ngắn ngủi với phe Hamas. Ông Biden cũng cho hay Hoa Kỳ sẵn sàng ban hành lệnh cấm cấp thị thực đối với những phần tử cực đoan tấn công dân thường ở phía bờ Tây. Sang qua châu Âu, ba quốc gia bao gồm Đức, Pháp và Ý đạt được thỏa thuận về việc kiểm soát trí tuệ nhân tạo thông minh trong tương lai. Theo hãng tin Reuters, ba quốc gia đó là Đức, Pháp và Ý đã đạt được thỏa thuận về cách thức quản lý trí tuệ thông minh nhân tạo, gọi tắt là AI, trong tương lai. Thỏa thuận này giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc quản lý AI ở cấp độ châu Âu theo thỏa thuận thì chính phủ của ba quốc gia nói trên sẽ ủng hộ cho các cam kết tự nguyện ràng buộc đối với tất cả các nhà cung cấp AI lớn và nhỏ ở khối hiệp châu Âu thay vì chỉ áp dụng đối với các nhà cung cấp lớn như lời đề nghị trước đó của Nghị viện châu Âu. Ba quốc gia nói trên cho rằng việc phân biệt các quy định theo quy mô của các nhà cung cấp kỹ thuật thông minh nhân tạo AI sẽ tạo ra sức cạnh tranh không bình đẳng với lợi thế nghiêng về các nhà cung cấp nhỏ hơn. Vì thế, cả nước Đức, nước Pháp và nước Ý cùng cho rằng các quy tắc ứng xử và tính minh bạch phải có tính ràng buộc đối với tất cả đều như nhau. Một điểm đáng lưu ý đó là thỏa thuận về việc kiểm soát kỹ thuật thông minh nhân tạo AI của ba quốc gia nói trên không quy định ngay các biện pháp trừng phạt. Hệ thống xử phạt sẽ chỉ được thiết lập sau khi phát hiện ra các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, sau một thời gian nhất định và trong tương lai, một cơ quan có thẩm quyền của châu Âu sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề ra. Hiện nay, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đang đàm phán về cách thức định vị của khu vực châu Âu trong lĩnh vực trí tuệ thông minh nhân tạo AI. Theo thông báo của nước Đức, thì quốc gia này sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về kỹ thuật số tại thành phố Jena trong hai ngày 20 và 21 tây tháng 11, với sự tham gia của các chính trị gia, các công ty và các khoa học gia. Ngoài ra, thì Đức và Ý cũng tổ chức một cuộc hội đàm về kỹ thuật thông minh nhân tạo AI tại thủ đô Berlin vào ngày 22 tây tháng 11 sắp tới đây. Nước Pháp đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3. Hãng tin AFP đưa tin là Pháp đã phóng được thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 không mang đầu đạn nguyên tử. Bộ Quốc phòng của Pháp cho biết là vụ phóng diễn ra từ một địa điểm ở vùng Lan nằm về phía tây nam của nước Pháp. Thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, tên lửa đã được giám sát trong suốt giai đoạn bay và khu vực bụi phóng xạ nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển vài trăm cây số. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp là Sebastien Le khẳng định, đây là lần thử nghiệm thành công đầu tiên của tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 và bước phát triển này khẳng định độ tin cậy trong khả năng răn đe nguyên tử cũng như là chứng tỏ năng lực của ngành công nghiệp tên lửa của nước Pháp. Tên lửa nguyên tử M51.3 là phiên bản nâng cấp từ dòng tên lửa nguyên tử M51. Ở phiên bản này được trang bị công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng vào chiến lược này. Tên lửa nguyên tử M51 với trọng lượng là 52 tấn, có thể mang tối đa 10 đầu đạn nguyên tử với sức công phá bằng 100 kiloton cho mỗi đầu đạn. Và loại tên lửa này có thể phá hủy vài thành phố trong một lúc mà cách xa nó đến hàng ngàn cây số một chai rượu mắc nhất thế giới được bán ra với hơn 2 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Nhà bán đấu giá nổi tiếng Sotheby xác nhận với hãng tin AFP như sau, kỷ lục về chai rượu mắc nhất thế giới đã được phá vỡ tại buổi bán đấu giá mới nhất của công ty này. Trước khi đưa ra bán đấu giá thì theo dự kiến, chai rượu Macallan được sản xuất từ năm 1926 rất quý hiếm, có nhiều khả năng có thể bán ra với mức giá từ 750.000 cho tới 1 triệu 400.000 Mỹ Kim. Thế nhưng, giá chuyển giao trên thực tế đã đạt lên tới mức là 2 triệu 700.000 Mỹ Kim. Một trong những chai rượu Macallan 1926 cũng đã thiết lập kỷ lục là chai rượu mắc nhất thế giới vào năm 2019 khi được bán ra với giá là 1 triệu 500 000 Mỹ Kim cũng tại buổi bán đấu giá do nhà Sotheby tổ chức. Ông Johnny Farley là người đứng đầu hoạt động giao dịch whisky của hãng Sotheby cho hay họ đã được nếm thử một giọt nhỏ từ chai rượu quý hiếm này. Ông bổ sung rằng chai rượu đã trải qua 60 năm trong thùng bằng gỗ sồi châu Âu. Đến nay chỉ có 40 chai Macallan 1926 được đóng chai vào năm 1986 sau 60 năm được ủ và chỉ có 12 chai bao gồm chai rượu vừa phá kỷ lục về giá nói trên được dán nhãn do họa sĩ Valerio Adami người Ý thiết kế. Những chai rượu nói trên không được bán ra mà thay vào đó chỉ dành riêng cho những khách quý của Macallan mà thôi từ năm 2018 cho tới năm 2019, kỷ lục bị phá vỡ tới 3 lần với sự xuất hiện của ba chai rượu Macallan 1926 khác nhau, lần lượt là Sir Peter Blake, Michael Dillon và Fine and Rare. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Cựu thượng nghị sĩ Dean Trần bị bắt bởi vì gian lận tiền thất nghiệp ở tiểu bang Massachusetts. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ tại Massachusetts công bố cựu thượng nghị sĩ Dean Trần phải đối diện với cáo trạng gồm có 28 tội liên quan đến lợi tức kiếm được từ sở trợ giúp thất nghiệp của tiểu bang và vì không khai báo thành thật với sở thuế vụ. Ông Dean Trần 48 tuổi từ Fishburg bị cáo buộc với 25 tội danh chuyển tiền bất hợp pháp và 3 tội danh khai thuế gian lận. Ông Dean Trần bị bắt vào sáng ngày thứ Sáu vừa qua và xuất hiện trước tòa ở Boston. Trước tòa, ông Dean Trần phủ nhận hoàn toàn các tội danh ở trong bản cáo trạng. Ông không nói thêm lời nào với giới truyền thông sau phiên tòa sơ thẩm. Thẩm phán cho rằng Dean Trần sẽ không chạy trốn pháp luật, nên cho ép ông được đi ra Aruba, vùng biển Caribbean trong một chuyến du lịch đã được lên kế hoạch trước và chỉ yêu cầu ông trình diện với cơ quan giám sát khi ông trở về. Ông Dean Trần đã cử thượng nghị sĩ của tiểu bang đại diện cho Worcester và Middlesex vào năm 2017 và phục vụ cho đến 2021. Sau khi mãn nhiệm, Dean Trần nhận công việc cố vấn cho một công ty phụ tùng xe hơi ở New Hampshire. Từ chỗ đó, theo lời công tố, Din Trần thu về 30.120 đồng tiền thất nghiệp trong thời đại dịch. Ngoài ra, Din Trần còn bị buộc tội đã giấu bớt hơn 50.000 đồng lợi tức từ công việc làm cố vấn cho công ty ở New Hampshire trên tờ khai thuế liên bang vào năm 2021. Thêm vào đó, các công tố viên cho hay, Din Trần không khai báo đến hàng ngàn bị kim tiền cho thuê bất động sản ở Fishburg từ năm 2020 đến 2022 cho sở thuế vụ. Tin đến từ tiểu bang Minnesota cho hay, thành phố San Paul làm nên lịch sử khi bầu ra toàn nữ nghị viên. Hơn 3 năm sau vụ giết hại George Floyd vì nạn kỳ thị chủng tộc, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Thành phố San Paul đã bầu lên một hội đồng thành phố gồm toàn các nữ nghị viên, trong đó đa số là người da màu. Đài CNN loan tin, nghị viên tân cử có tên là Annika Bowie, đại diện cho khu vực 1 nói rằng Cuộc bầu cử lịch sử này đã là phần thưởng lớn nhất sau biết bao nhiêu cố gắng nhằm đạt được thành quả này. Riêng bà War Jong Kim là đại diện cho khu vực 5 đã nói với đài CNN như sau: Bà cảm thấy bà và các đồng nghiệp được bầu vào chức vụ là nhờ do họ có những kinh nghiệm khác nhau. Còn tại khu vực số 3, hạ tầng cơ sở luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng các cư dân theo lời của vị đại diện khu vực mới được bầu lên, đó là bà Sora Jos. Vị nữ kỹ sư gốc thổ dân này nói rằng, kinh nghiệm chuyên môn của bà sẽ đem lại lợi ích cho người dân trong khu vực. Qua tới vị đại diện khu vực số 7 là nghị viên tân cử Chechnika Johnson. Bà cho biết như sau, Chúng tôi rất vui mừng khi thấy rằng chúng tôi bao gồm nhiều tiếng nói khác nhau, chứ không phải là tiếng nói chính yếu đơn độc mà cư dân cứ nghe mãi trong suốt thập niên qua tại tòa thị chính. Tòa án bác bỏ yêu cầu của ông Donald Trump đòi ngừng vụ xét xử ở New York. Tránh án New York đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Trump đòi dừng phiên tòa xét xử ông ta về tội làm ăn gian lận ở tiểu bang này, theo Reuters dưới tin. Trong đơn yêu cầu nộp lên tòa, luật sư của cựu Tổng thống cáo buộc tránh án Ann đã xét xử bất công với ông Trump nói nhiều câu mà họ cho là chứng tỏ có thành kiến và vượt quá thẩm quyền khi làm việc với thư ký pháp lý. Luật sư của ông Trump cho biết là thư ký này đóng góp tiền quá mức cho phép cho các tổ chức mà họ cáo buộc là ủng hộ cho bà Letitia James là bộ trưởng tư pháp của New York, cũng như là các tổ chức để chống lại ông Trump. Tuy nhiên, tranh án Engoron tuyên bố, vì lương tâm, ông không thể làm theo yêu cầu, hoàn toàn không có giá trị của cựu Tổng thống Trump. Ông Trump công ty gia đình của ông ta và vài người khác đã bị bà Letitia James, bộ trưởng Tư pháp của New York cáo buộc là gian lận sổ sách tài chính và nâng khống giá trị tài sản để lừa ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Bà James đang đòi bồi thường 250 triệu Mỹ kim, muốn ông Trump bị cấm kinh doanh địa ốc ở tiểu bang New York cùng với vài hình phạt khác. Phát ngôn viên văn phòng của bà James tuyên bố: một lần nữa, Donald Trump đang tìm cách phủ nhận sự thật và sự kiện, nhưng con số đó và bằng chứng không biết nói dối. Ông Donald Trump đang bị buộc phải chịu trách nhiệm cho nhiều năm ông ta gian lận cũng như là cách ông ta dối trá kinh khủng để làm giàu cho bản thân và gia đình. Ông có quyền tiếp tục cố làm sao để sao lãng vụ gian lận, nhưng sự thật lúc nào cũng sẽ bị lòi ra. Một người Việt Nam bị bắn chết tại tiểu bang Texas khi người này đến Mỹ chỉ mới được một năm. Ông Đoàn Dũng, năm nay 62 tuổi, bị bắn chết trong một vụ nổ súng ngẫu nhiên khó hiểu tại chợ Walmart trên đường Preston và đường Hickory của thành phố Frisco, tiểu bang Texas. Theo đài NBC số 5 tại Dallas Fort Worth đưa tin, cảnh sát đang truy lùng nghi can trong vụ nổ súng bắn chết hai người vào tối thứ tư vừa qua, khiến cho một người thiệt mạng đó là ông Đoàn Dũng, là một di dân đến từ Việt Nam, định cư tại thành phố Frisco chỉ khoảng một năm. Đó là theo lời cô Kathleen, Nguyễn là cháu gái của nạn nhân cho hay. Ông Đoàn Dũng được đưa cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến ông không thể qua khỏi tại bệnh viện. Theo thông báo của cảnh sát, nạn nhân sống cùng với vợ con, đối diện với chợ Hoa Mạc, nơi xảy ra vụ nổ súng kể trên. Ông Đoàn Dũng thường xuyên đi bộ tới chợ Hoa Mạc như là một cách tập thể dục hoặc là mua sắm. Cháu gái của ông mô tả, ông là một người đàn ông rất yêu thương gia đình và làm việc chăm chỉ. Ông đến Mỹ để có cuộc sống tốt hơn và an toàn hơn. Hai vợ chồng của ông, mặc dù không biết tiếng Anh, nhưng họ đã tìm được việc làm tại một tiệm bánh và lợi tức khiêm tốn của họ để có thể trang trải các hóa đơn và lo cho người con trai vào đại học. Ông Đoàn Dũng qua đời để lại người vợ và hai người con cùng một đại gia đình luôn quan tâm đến ông. Hiện nay, cảnh sát chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào, thế nhưng họ kiểm tra video giám sát để điều tra, truy tìm hung thủ. Gia đình ông kêu gọi quyên góp trên trang GoFundMe để giúp cho các chi phí tang lễ. Sở Cảnh sát thành phố Frisco yêu cầu bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ bán này hãy gọi điện thoại cho số phone 972-292-6010. Quá trình chuyển đổi sang xe điện ở tại nước Mỹ hiện nay đang chậm lại do bị thiếu hạ tầng cơ sở để chạc điện. Quá trình chuyển đổi sang xe điện ở tại Mỹ hiện nay đang chậm lại trước những lo ngại về quãng đường xe điện có thể đi và những hạn chế trong việc sạc điện. Theo một khảo sát của Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng ở tại Mỹ, thì 36% các lái xe nghi ngại về hạ tầng cơ sở sạc điện, 39% thì lo ngại về quãng đường xe có thể chạy được và 38% thì quan tâm đến khả năng chi trả. Những tuần gần đây, các nhà sản xuất xe hơi đã hạ những mục tiêu doanh số xe điện và trì hoãn các dự án đầu tư vì họ muốn giảm lượng xe còn tồn kho ở trong các nhà phân phối. Ông Neil Saunders, giám đốc quản lý của Global Data cho biết, tăng trưởng doanh số xe điện đã giảm đi rõ rệt hơn so với những loại xe khác. Và điều này không liên quan gì đến tình hình nền kinh tế mà là do khoảng cách có thể di chuyển của xe điện và hạ tầng cơ sở sạc điện. Xe điện được bán ra ở tại Mỹ trong tháng 10 với giá trung bình là 51.700 Mỹ Kim, thấp hơn 13.000 Mỹ Kim so với giá xe điện vào cùng kỳ năm ngoái, nhưng cao hơn gần 4.000 Mỹ Kim so với mức giá trung bình của một xe hơi nói chung. Tại Âu Châu, giá xăng cao là động lực để người ta mua, để người mua bỏ qua vấn đề giá xe điện. Tuy nhiên ở tại Mỹ, giá xăng chỉ bằng khoảng một nửa ở nước Pháp và Anh, nên giá xe điện là một yếu tố khiến cho nhiều người ngần ngại. Giám đốc điều hành của Ford là Jim Farley cho biết, các vấn đề như là giá cả, tỷ lệ sử dụng và các quy định đang buộc nhà sản xuất này phải giảm hơn nữa chi phí sản xuất xe điện. Trong khi đó đối thủ của hãng xe Ford là General Motors gần đây cũng đã hoãn lại kế hoạch chuyển đổi nhà máy của hãng này ở Orion thuộc về tiểu bang Michigan sang sản xuất xe điện vào năm 2025 để quản lý tốt hơn việc đầu tư vốn và phù hợp với tình hình nhu cầu xe điện. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ tỷ phú Elon Musk đe dọa sẽ mở cuộc chiến pháp lý về những cáo buộc là công ty của ông bài Do Thái. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố công ty mạng xã hội của ông sẽ kiện các tổ chức truyền thông về những cáo buộc là công ty của ông bài Do Thái sau khi hàng loạt các công ty ngừng quảng cáo trên trang mạng X. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố như sau, ngay khi tòa án mở cửa vào thứ hai hôm nay, thì X Corporation sẽ gửi đơn kiện như là một trái bom nhiệt hạch tới tổ chức Media Matters và mọi pháp nhân nào từng thông đồng trong vụ công kích gian dối nhắm vào công ty của ông. Media Matters là tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu và giám sát truyền thông tại Hoa Kỳ. Hồi tuần qua đã đăng tải thông tin cho rằng các quảng cáo của nhiều công ty lớn tại Hoa Kỳ, thí dụ như IBM, Apple, Oracle và Comcast được đặt cùng với những bài đăng tải có nội dung bài Do Thái, ủng hộ cho chủ nghĩa phát xít hay là trùm phát xít Adolf Hitler trên trang mạng X. Vừa qua, công ty IBM đã thông báo là họ sẽ ngừng ngay lập tức mọi quảng cáo trên nền tảng X. Một ngày sau thì các công ty lớn như là Disney, Warner Bros., Comcast, Liongate và Paramount cũng ra quyết định tương tự còn trang tin Exot trích dẫn nguồn thảo tin tiết lộ rằng công ty Apple chuẩn bị tham gia làn sóng ngưng quảng cáo trên trang mạng X. Tỷ phú Elon Musk cáo buộc rằng tổ chức Media Matters đã đăng tải thông tin sai lệch về trải nghiệm của những người sử dụng trang mạng X và âm mưu làm suy yếu quyền tự do ngôn luận cũng như đánh lừa khách hàng quảng cáo. Ông cho rằng tổ chức Media Matters, đã tạo ra các chương mục ảo, rồi sắp đặt các bài viết và các nội dung quảng cáo phía trên bảng hiển thị để gây ra sự hiểu lầm về vị trí của các bài quảng cáo. Một bệnh nhân qua đời vì ung thư ở New York đã giúp người khác trả nợ được 17 triệu tiền chữa bệnh. Một phụ nữ ở New York vừa qua đời vì bệnh ung thư buồng chứng đã quyên đủ tiền để giúp cho nhiều người khác trả nợ đến hàng triệu Mỹ Kim tiền khám chữa bệnh. Theo hãng thông tấn AP đưa tin, trong bài post đã được bà Casey McIntyre, 38 tuổi, sắp xếp để đăng lên trong mạng xã hội sau khi qua đời. Bà kêu gọi mọi người đóng góp tiền cho cuộc quyên góp của bà. Bà cho hay là bà muốn giúp người khác trả hết nợ tiền chữa bệnh như là một cách để kỷ niệm cuộc đời của bà. Nếu quý vị đọc được bài này thì tôi đã qua đời. Bà viết ở trên X, tôi yêu mến từng quý vị bằng cả tấm lòng. Và tôi hứa với quý vị, tôi biết tôi cũng được yêu mến nhiều như thế nào. Để kỷ niệm đời tôi, tôi đã sắp xếp giúp người khác trả hết nợ tiền chữa bệnh. Bà McIntyre cho biết, bà may mắn được điều trị rất tốt ung thư buồng trứng giai đoạn 4 và muốn người khác cũng được như bà. Bà McIntyre qua đời vào hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 11. Hai ngày sau, ông Andrew Rose Gregory, là chồng của bà, đã đăng lời kêu gọi của bà lên trang mạng X và số tiền đóng góp nhanh chóng đã vượt qua mục tiêu là 20.000 Mỹ Kim. Tính cho đến ngày thứ bảy, gia đình của bà McIntyre đã quyên được hơn 170.000 Mỹ Kim cho chiến dịch của bà với tổ chức bất phụ lợi mang tên là RIP Medical Debt. Cứ mỗi sen quyên được thì tổ chức này sẽ trả nợ chữa bệnh một đồng cho một người nào đó. Nghĩa là chiến dịch của bà McIntyre giúp trả nợ chữa bệnh cho đến 17 triệu Mỹ Kim. Bà McIntyre làm nghề xuất bản sách. Bà bắt đầu chữa ung thư bùng trứng vào năm 2019. Bà qua đời để lại chồng và đứa con gái 18 tháng tuổi. Quý vị vừa theo dõi những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với các bản tin Á Châu. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Ông Tập Cận Bình cảnh báo về hiệu ứng cánh bướm, tương tự như là hiệu ứng dây chuyền liên quan tới những rủi ro trong lĩnh vực chính trị. Một cuốn sách mới của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Cộng, yêu cầu các giới chức cao cấp hãy cẩn thận bởi vì một phút bất cẩn, rủi ro có thể gây ra hậu quả lớn hơn. Ông đã chuyển tải thông điệp nói trên tới các giới chức cao cấp tại một cuộc họp nội bộ vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, bài phát biểu này chỉ được công bố vào đầu tháng này trong một cuốn sách do nhà xuất bản văn học trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành. Theo nhật báo sau China Morning Post vào ngày 19 tháng 11, thì cuốn sách chứa nhiều lời cảnh báo từ ông Tập Cận Bình. Một trong số đó là những sự rủi ro và nguy hiểm có mối tương quan, liên kết chặt chẽ và lan truyền nhanh chóng. Ông nói như sau, một chút bất cẩn có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm. Ông giải thích như sau, những rủi ro nhỏ sẽ trở thành những rủi ro lớn, rồi rủi ro riêng sẽ trở thành rủi ro chung và những rủi ro về kinh tế, xã hội sẽ trở thành sự rủi ro về chính trị, vân vân. Trong bài phát biểu này, ông cũng yêu cầu các giới chức hãy sớm xác định sự rủi ro, rồi hãy hành động nhanh chóng, chỉ huy mặt trận và đưa ra phán đoán ngay lập tức, ngay khi những rủi ro này phát sinh. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi các giới chức nhận thức đầy đủ về những sự rủi ro, những thách thức mà Trung Cộng phải đối mặt Đồng thời, dám chiến đấu và chiến đấu tốt đó là những chữ trong ngoặc kép của ông Tập Cận Bình. Ông ta còn nói như sau: Ông hứa là sẽ giúp và khuyến khích cho các giới chức địa phương đáp ứng được những yêu cầu này. Mặc dù một số phần của bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã được công khai trước đây, thì lần này là lần đầu tiên những lời bình luận về hiệu ứng cánh bướm được công khai. Bài phát biểu hồi tháng 2 của ông Tập Cận Bình diễn ra chỉ một tháng trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nước của Trung Cộng là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông. Hoa Kỳ thông qua thương vụ bán tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản. Mới đây, Hoa Kỳ đã thông qua đề nghị của Nhật Bản đặt mua 400 tên lửa Tomahawk. Bộ Ngoại giao đã nêu rõ phê chuẩn thương vụ trị giá 2.35 tỷ Mỹ Kim. Trong đó có hai loại tên lửa Tomahawk với tầm bắn là khoảng 1.600 cây số. Mục đích của thương vụ này là để nhằm cải thiện an ninh của Nhật Bản, vốn là một đồng minh lớn của Hoa Kỳ, một nhân tố đóng góp vào sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong tuyên bố Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, thương vụ này sẽ cải thiện năng lực của Nhật Bản trong việc ứng phó với những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa, đất đối đất truyền thống có thể ngăn chặn được những mối đe dọa ngày càng gia tăng. Trước đó phát biểu tại một ủy ban quốc hội vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ đang thúc đẩy kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk trong nỗ lực để tăng cường năng lực quốc phòng của nước này. Thủ tướng của Ấn Độ công bố trợ giúp cho các nông gia tới 2 tỷ mỹ kim. Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa công bố đợt trợ giúp thứ 15, trị giá lên tới 2 tỷ mỹ kim trong chương trình phúc lợi dành cho 80 triệu nông gia tại quốc gia này khoản trợ giúp tài chính nói trên dành cho chương trình hàng đầu của chính phủ được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi hai tiểu bang của Ấn Độ thực hiện một cuộc bỏ phiếu trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Các khoản trợ giúp mới lên tới 2.1 tỷ Mỹ kim sẽ cấp cho nông dân 72 Mỹ kim mỗi năm trong 3 đợt bằng nhau, mỗi đợt là 24 Mỹ kim. Chương trình trợ giúp cho các nông gia từ đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi bắt đầu được thực hiện vào tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, thời điểm của đợt trợ giúp mới này đã gây ra tranh cãi vì thông báo này được đưa ra hai ngày trước cuộc bầu cử quốc hội ở các tiểu bang như là Mahia Pradesh và Chattiga. Đảng quốc đại là đảng đối lập chính tại Ấn Độ cáo buộc rằng việc công bố gói trợ giúp này đã bị cố tình trì hoãn để trùng vào thời điểm bỏ phiếu không có lời phản hồi nào ngay lập tức từ đảng Bharatiya Janata hoặc là ủy ban bầu cử. Thủ tướng Modi cũng công bố một chương trình phúc lợi khác nhằm vào các cộng đồng bộ lạc hầu hết vẫn sống trong các khu rừng sâu. Vào tháng trước, nhà lãnh đạo của Ấn Độ này đã đặt mục tiêu 6 tháng để bảo đảm rằng các chương trình phúc lợi sẽ tiếp cận được một số lượng người thụ hưởng tối đa trong một cuộc họp nội các, ông Modi kêu gọi các bộ ngành hãy làm việc chăm chỉ hơn để tiếp cận những người vẫn chưa nhận được trợ cấp. Trung Quốc mua gom vàng liên tục khiến cho giá vàng có thể sẽ lên đến là 3.000 Mỹ Kim cho một ounce. Ông Dominic Frisbee là chuyên gia phân tích vàng và cũng là người sáng lập ra tạp chí The Flying Frisbee, cho rằng lượng vàng mà Trung Quốc được họ tiết lộ chính thức đã khác xa với thực tế. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, thì Trung Quốc đang ở trong giai đoạn mua vàng trên bình diện rộng cụ thể Trung Quốc đang thống trị thị trường vàng của thế giới với hoạt động mua vào rất mạnh chỉ riêng trong tháng 10 năm nay Trung Quốc đã mua thêm 23 tấn vàng trị giá khoảng 1.5 tỷ Mỹ kim nhờ đó chính phủ Trung Quốc gần đây đã trở thành một trong những nước tích trữ vàng lớn nhất và lượng mua vàng của ngân hàng Trung ương nước này dường như là lập mức cao kỷ lục mới trong năm nay Mặc dù dẫn đầu về lượng vàng tích lũy và nhập cảng vượt trội từ đầu năm đến nay, nhưng ông Dominic Frisby tiết lộ với Kitco News rằng lượng vàng mà Trung Quốc nắm giữ thực tế lớn hơn rất nhiều so với con số được công bố. Ông cho rằng Trung Quốc có thể đang nắm giữ 33.000 tấn vàng, tương đương với khoảng 2.086 tỷ Mỹ Kim. Số lượng vàng này gấp 4 lần số lượng vàng mà Hoa Kỳ đang có, con số này cao gấp 15 lần so với con số mà Hội đồng vàng thế giới đưa ra dựa trên những số liệu đã được chính phủ Trung Quốc công bố. Ông cũng cho rằng Trung Quốc có thể cân nhắc sử dụng vàng để hỗ trợ cho đồng nội tệ. Không chỉ Trung Quốc, ngân hàng trung ương của nhiều nước khác cũng đẩy mạnh việc mua vàng. Trong bối cảnh thế giới đang bất định, khủng hoảng địa chính trị xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới, thị trường chứng khoán của nhiều nước trao đảo. Dòng tiền tìm đến các kênh an toàn, trong đó có đồng Mỹ Kim và vàng. Nhìn vào triển vọng thị trường tương lai, các chuyên gia tin rằng giá vàng có thể sẽ lên đến 3.000 Mỹ Kim trong một ounce vào năm tới và Bitcoin sẽ tăng cao và chạm mốc 100.000 Mỹ Kim. Một chiếc máy bay trực thăng tại Uzbekistan bị rơi khiến toàn bộ những người trên máy bay bị thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho hay một chiếc trực thăng MIH của lực lượng không quân quốc gia này vừa bị rơi tại vùng Samarkand khiến cho toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay bị thiệt mạng. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Uzbekistan nêu rõ, chiếc trực thăng này đã gặp nạn khi đang tham gia hoạt động huấn luyện tại khu vực Katagugan. Hiện nay chưa rõ số người có mặt trên máy bay. Bộ Quốc phòng của Uzbekistan đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân. Nguyên nhân của sự việc đang được điều tra. Sân tập Katakugan là sân tập quân sự lớn nhất tại Uzbekistan, được đưa vào hoạt động kể từ tháng 11 năm 2019. Iran cho công bố mẫu tên lửa siêu thanh Fata số 2 mới phát triển. Hãng thông tấn bán chính thức Tanism của Iran đưa tin vào hôm 19 tháng 11. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh mới, mới được phát triển ở nước này. Tên lửa có tên là Fata số 2, được công bố khi lãnh tụ tối cao của Iran là Ali Khamenei đến tham quan triển lãm về những thành tiệu của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc về lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở tại Tehran. Theo Tasnim thì Fata số 2 được trang bị đầu đạn phương tiện lướt siêu thanh, có thể cơ động và lướt đi với tốc độ siêu thanh. Hồi tháng 6 thì Iran đã công bố tên lửa siêu thanh tự sản xuất đầu tiên có tên là Fata theo Tasnim, thì đây là loại tên lửa hai tầng dẫn đường chính xác, có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 1.400 cây số, với vận tốc max 13 tức là khoảng 16.000 cây số trên giờ. Fata được trang bị đầu đạn có động cơ hình cầu chạy bằng nhiên liệu rắn và mũi có thể di chuyển cho phép tên lửa cơ động theo mọi hướng cả ở trong và ngoài bầu khí quyển của trái đất. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Một bệnh viện tại Nam Hàn bị cháy khiến cho 38 người bị thương ít nhất 38 người đã bị thương trong một vụ cháy vừa xảy ra tại một bệnh viện ở Đông Nam của Nam Hàn. Hãng tin Yonhap đưa tin, ngọn lửa bùng phát tại một tòa nhà cao 6 tầng của một bệnh viện ở Gumi, cách thủ đô Hán Thành khoảng 200 cây số về phía Đông Nam. Tính đến chiều cùng ngày, 91 người đã được di tản. 38 người trong số đó bao gồm cả bệnh nhân bị thương ở nhiều cấp độ khác nhau, một số người thì bị ngạt khói. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để được điều trị. Hiện nay, lực lượng cứu hỏa vẫn đang thực hiện tìm kiếm trong tòa nhà này và ngăn chặn không cho lửa cháy lan ra, thế nhưng không có thêm thương vong nào được xác nhận. Hãng tin Yonhap, trích dẫn nguồn tin tại hiện trường cho hay, ngọn lửa bùng lên từ bên ngoài tầng 1 của bệnh viện, sau đó lửa lan theo tường nhà và cháy lan sang các tầng khác. Hình ảnh cho giới truyền thông đăng tải cho thấy, phía trước của tòa nhà này bị cháy đen. Khu vực tầng 1 thì bị hư hỏng hoàn toàn. Khói độc vẫn bốc lên từ phía tòa nhà mặc dù lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Sau này đám cháy đã được dập tắt sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Cảnh sát cho hay họ chưa tìm thấy yếu tố nào cho thấy đây là một vụ cố ý gây ra hỏa hoạn. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho công bố giải nhân quyền 2023 cho ba nhà hoạt động đang bị giam giữ. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại Hải Ngoại vừa công bố giải nhân quyền Việt Nam 2023 cho ba nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa hiện nay đang bị cầm tù tại Việt Nam. Ba người được nhận giải năm nay gồm có ông Trần Văn Bang, sinh năm 77, ông Y Wonier sinh năm 70 và nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, sinh năm 79. Cụ thể, ông Trần Văn Bang bị bắt vào tháng 3 năm ngoái với các buộc tuyên truyền chống nhà nước khi lên tiếng về các vấn đề của đất nước, phản biện lại chủ trương độc tài đảng trị của chế độ. Ông bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn tuyên án tù 8 năm và 3 năm quản chế vào tháng 5 năm nay. Hiện nay, sức khỏe của ông Ba ở trong tù đang bị suy giảm nghiêm trọng nhưng không được chăm sóc đầy đủ và kịp thời. Còn ông Iwonie là người theo thiên chúa giáo thuộc về sắc tộc Ede Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của chính phủ đối với người thiểu số. Vì các hoạt động của mình nên ông đã bị kết án tù hai lần. Nhà báo tự do Lê Trọng Hùng đã từng tham gia vào một chương trình truyền hình trên mạng xã hội chuyên nói về tình cảnh của dân oan. Ông bị tòa án Hà Nội vào năm 2021 tuyên án tù 5 năm và 5 năm quản chế với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm để nhằm chống lại nhà nước Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam 2022 và 2023. Báo cáo cho biết, trong chưa đầy 2 năm, Việt Nam đã truy tố 123 và kết án tù 98 người vì lý do chính trị và tôn giáo. 25 người khác còn đang ở trong quá trình tạm giam để điều tra. Tiếp theo là bản tin cập nhật về vụ án Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam một giới chức trong ngành ngân hàng của nhà nước Cộng sản Việt Nam nhận hối lộ tới 5 triệu 200 ngàn Mỹ Kim được đặt trong thùng sốt Liên quan tới vụ án vạn thịnh phát tại Việt Nam, bà Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc khi còn tại vị trưởng cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà này đã nhận hối lộ tới 5 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước vừa qua chích dẫn bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát cho hay, trong lúc thanh tra ngân hàng SCB thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan thì bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận khoản tiền nêu trên để hướng dẫn cách thức xóa dấu vết các sai phạm trong việc cho vay và hứa hẹn sẽ bỏ qua nhiều sai phạm của ngân hàng này. Bà Trương Mỹ Lan được xác định đã có hai lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn. Một lần ngay trụ sở ngân hàng nhà nước và một lần tại khách sạn Daiwu ở Hà Nội. Khi đó bà Đỗ Thị Nhàn nêu ra thực trạng sai phạm của ngân hàng SCB, bà cho là rất nghiêm trọng. Trong lúc bà Trương Mỹ Lan nhờ bà Nhàn có kết luận thanh tra êm đẹp hơn để các quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam, cùng với việc đó là bà Đỗ Thị Nhàn đồng ý. Khi bị bắt giữ, bà Đỗ Thị Nhàn khai rằng bà đã bốn lần nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua ba thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan. Lần đầu tiên vào giữa tháng 3 năm 2018, bà Đỗ Thị Nhàn nhận một túi sherry và một túi đựng 200.000 Mỹ Kim tại phòng làm việc của bà. Sau đó, bà Đỗ Thị Nhàn mang số tiền đó về cất ở nhà riêng. Tiếp đó, từ tháng 10 cho tới tháng 12 năm 2018, ông Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc của ngân hàng SCB, đã liên tiếp mang một thùng xốp đựng 1 triệu mỹ kim và hai thùng 2 triệu mỹ kim đến tư gia của bà Đỗ Thị Nhàn. Hồi tháng 12 năm ngoái, bà Đỗ Thị Nhàn chia nhỏ số tiền này ra. Bà mang 2 triệu 600 ngàn mỹ kim gửi tại nhà một người họ hàng bên chồng ở tỉnh Nam Định. Khoản tiền còn lại được bà Đỗ Thị Nhàn cho vào thùng sắt khóa lại mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ của bà, cất giữ vào trong tủ do bà giữ chìa khóa. Khi bà Đỗ Thị Nhàn bị điều tra, những người thân của bà đã nộp lại hết các khoản tiền hối lộ, tổng cộng là 5 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Do đó có nhiều khả năng bà Đỗ Thị Nhàn sẽ được dơ cao, đánh khẽ khi ra hầu tòa. Quảng Nam tìm cách bưng bít khi bí thư tỉnh ủy dính đến vụ AIC. Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cán bộ và đảng viên không bình luận và suy diễn những nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc để chống phá. Pháp luật tờ báo Pháp luật Sài Gòn vào hôm 19 tháng 11 cho biết, chỉ đạo nêu trên có liên quan đến vụ ông Phan Việt Cường, 60 tuổi là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Quảng Nam, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị có biện pháp kỷ luật do liên quan đến công ty AIC. Công ty AAC thuộc về sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người liên tiếp bị đưa ra tòa xử khiếm diện với nhiều cáo buộc khác nhau và được cho là đang trốn lệnh truy nã ở ngoại quốc. Theo báo pháp luật, ông Lê Văn Dũng, người phó của ông Cường, tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo ổn định tình hình và định hướng tư tưởng dư luận xã hội. Phó Bí thư Dũng chỉ đạo cho các thuộc cấp về việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái và thù địch về vụ ông Phan Việt Cường. Không rõ ông Phan Việt Cường có mất ghế bí thư sau vụ này hay là chỉ bị khiển trách mang tính chiếu lệ. Đây cũng là lần hiếm hoi, có một bí thư tỉnh đương nhiệm bị xử lý kỷ luật bởi vì dính đến vụ AIC, sau nhiều trường hợp đều là các cựu quan chức. Cho đến nay, cựu bí thư tỉnh nhận án nặng nhất vì dính líu đến doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Người này là ông Trần Đình Thành, là cựu bí thư của Đồng Nai, với mức án 11 năm tù về tội nhận hối lộ trong vụ chỉ, đích thầu, chỉ định thầu cho công ty AIC ở tại Bệnh viện Đa Khoa của tỉnh Đồng Nai. Nhiều phụ nữ tại tỉnh Hà Giang tham gia đường dây đánh bạc lên tới hơn 12 triệu Mỹ Kim. Vào ngày hôm qua, giới hữu trách tại tỉnh Hà Giang cho biết rằng họ đang tạm giữ hình sự 8 người để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng viễn thông và qua Internet. 8 người bị tạm giữ, trong đó có 2 người đàn ông và 6 phụ nữ đều cư trú tại tỉnh Hà Giang. Giới hữu trách tại đây cũng tạm giữ 13 chiếc điện thoại di động, 45 viên thuốc lắc, 22 chiếc túi nhỏ, bên trong có đựng ma túy tổng hợp, với những viên tinh thể màu trắng cùng nhiều tan vật khác liên quan. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán solo, lô, xô đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông và Internet. Từ đầu năm nay, có nhiều nghi phạm đã thực hiện các vụ giao dịch với số tiền hơn 41.100 Mỹ Kim mỗi ngày. Và tính cho tới nay, ước tính tổng số tiền mà những người này giao dịch lên tới hơn 12 triệu Mỹ Kim. Sự việc đang được các giới chức tại đây điều tra. Vừa qua ở tại quận Phú Nhuận của Sài Gòn, công ty Công viên Cây Xanh của Sài Gòn đã tiến hành đốn hạ cây sọ khỉ cổ thụ ở trong công viên gia đình. Đây là một cây sọ khỉ, tức là cây xà cừ cổ thụ hiếm hoi, sống hơn 100 năm với tàn cây rất rộng, bao phủ một phần công viên, tạo cho nơi đây một vẻ đẹp cổ kính. Theo mô tả, chu vi thân cây sọ khỉ này là 7 người ôm mới hết. Như thế, đường kính của nó phải hơn 3 mét chứ không thể là hơn 1 mét như là báo chí đưa tin. Lý do đốn cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi này được đại diện công ty Công viên Cây Xanh Sài Gòn giải thích rằng do cây bị rỗng ở phần thân giữa gốc với đường kính khoảng 60-70cm dễ có nguy cơ bị gãy đổ khi gặp gió lớn. Một số người dân ở tại hiện trường lúc cây bị đốn hạ cho biết họ không cho rằng ruột cây bị rỗng, cũng không có dấu hiệu bị mục hay là nguy cơ là cây bị chết. Một đại diện đơn vị đốn cây cho biết, họ đốn hạ cây theo giấy phép số 3739. Tình trạng cây già cỗi, bong gốc và dễ ăn nổi gần đường đi có thể làm nguy cơ mất an toàn. Người đại diện này nói thêm, sau khi đốn hạ thì sẽ trồng lại 6 cây dọc theo lối đi theo hướng từ sân thiết bị tập thể dục ra đường Hoàng Minh Giám và tái lập vị trí đốn hạ. Gỗ sau khi đốn hạ sẽ tập trung lại và trung tâm quản lý hạ tầng cơ sở kỹ thuật tổ chức bán đấu giá. Trước sự việc bất ngờ này, một số người dân đã phản ứng gay gắt vì cho rằng chính quyền không thông báo cho dân biết trước, muốn đặt người dân vào trong việc đã rồi. Cuối cùng nếu bị phản đối thì họ chỉ xin lỗi là phủi trách nhiệm. Một con số khủng khiếp đó là chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm nay, ở Việt Nam có gần 5.500 người chết và gần 7.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông diễn ra vào tối hôm qua 19 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông để không còn cảnh những gia đình bị tổn thương, mất mát, chia lìa. Chỉ trong 10 tháng đầu năm nay, tại Việt Nam đã xảy ra 9.800 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 5.496 người chết và 6.973 nạn nhân bị thương. Đây là những số liệu khô khan nhưng đó là những con số thực tế sự biết nói và khiến cho mọi người phải nghiêm túc suy nghĩ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Việt Nam cho biết như sau, những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra là không gì bù đắp được. Hàng ngàn gia đình vì tai nạn giao thông mà bị tổn thương, vợ chồng bị chia lìa, gia đình thì mất con, nhiều em nhỏ bỗng trở thành côi cút. Những thiệt hại đó đang ảnh hưởng xấu tới sự phát triển và về kinh tế cũng như xã hội của Việt Nam, tạo nên tâm lý bất an mỗi khi người dân ra đường. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Xa lộ I-10 bị cháy, tiểu bang California xét lại việc cho thuê đất ở dưới gầm xa lộ. Sau trận hỏa hoạn buộc phải phong tỏa đoạn đường quan trọng dài đến hàng dặm của xa lộ liên tiểu bang I-10 vừa rồi, Thống đốc California là ông Gavin Newsom cho biết tiểu bang sẽ đánh giá lại hoạt động cho thuê đất ở dưới đường để nhằm đem lại lợi tức cho các dự án giao thông công cộng. Thông tin chi tiết về chương trình cho thuê đến nay vẫn chưa rõ ràng. Văn phòng của Thống đốc Newsom đã chất vấn về việc liệu tiểu bang có bất kỳ quy trình kiểm tra thường xuyên nào cho giới chức giao thông tiểu bang hay không. Sở Giao thông California hay còn gọi là Caltrans không trả lời chất vấn về việc kiểm tra hoặc là cung cấp thông tin về số lượng tài sản mà tiểu bang cho thuê. Dân biểu tiểu bang là Miguel Santiago, đại diện cho một phần trung tâm của thành phố Los Angeles, cho biết các giới chức nên công khai số lượng địa điểm được cho thuê theo chương trình và các điều khoản của hợp đồng, cũng như chương trình tạo ra bao nhiêu lợi tức và cách tiểu bang bảo đảm các công ty tuân thủ yêu cầu hợp đồng. Khu vực bên dưới đường cao tốc Los Angeles bị hòa hoạn cuối tuần trước được chính quyền cho thuê thông qua một chương trình ít ai biết đến. Khu đất được dùng để cất giữ nhiều thứ từ các trồng pallet gỗ, hộp, cạc tông cho đến nước rửa tay sát trùng. Trước vụ hỏa hoạn, giới chức tiểu bang đệ đơn kiện Apex rằng công ty ngừng trả tiền thuê đất vào năm ngoái và nợ 78.000 Mỹ Kim. Cũng mới đây, giới chức vừa thông tin thêm vài chi tiết về người bị tình nghi là hung thủ gây ra hỏa hoạn. Người này khoảng từ 30 đến 35 tuổi, là người nam, cao khoảng 6 feet. Mặc áo có mũ trùm đầu màu đen, quần sọc màu xanh dương, mang giày màu xám, túi đeo lưng màu đậm và quấn khăn xanh lá cây với chân phải đeo băng bó gối giới chức của Cal Fire cho biết. Khoảng sau nửa đêm 11 tháng 11, khi đám cháy bắt đầu, người này đã rời đi ngay lập tức và cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Một bé trai 5 tuổi tại tiểu bang California đâm chết người em song sinh của mình. Một cậu bé 5 tuổi ở thành phố Scott Valley, cách thành phố San Francisco khoảng 50 dặm về phía nam, đã dùng dao đâm chết người em song sinh của cậu bé. Theo tin từ cảnh sát quận hạt Santa Cruz cho hay, Trước đó thì hai cậu bé này đã xảy ra xô xát, hai em bé này đánh nhau. Một trong hai cậu bé đã vơ lấy một con dao làm bếp nhỏ rồi đâm vào cậu bé kia. Người em trai qua đời tại bệnh viện. Văn phòng của cảnh sát đăng tải trên chương mục Facebook như sau, chúng tôi đau xót cho gia đình của hai em bé này và chia buồn cùng với họ. Và cảnh sát nói thêm họ không dự tính buộc tội ai về tội hình sự trong vụ chết này. Luật của tiểu bang California ấn định tuổi tác, ý định phạm tội và kiến thức về sai phạm đó là những yếu tố cần thiết để buộc tội một đứa trẻ. Dựa trên kết quả điều tra hiện nay thì không có dấu chỉ nào cho thấy sự sơ sót hay là hành động tội phạm bởi bất cứ bên nào khác. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Kẻ trộm đâm chiếc xe SUV vào cửa hàng trang sức ở Sherman Oaks, một cửa hàng trang sức ở Sherman Oaks đang thu dọn những mảnh vỡ sau một vụ trộm trắng trợn đã được video ghi lại. Cảnh sát Los Angeles cho biết là các cảnh sát đã có mặt ở tại khu nhà 15.000 ở trên đại lộ Ventura sau khi họ nhận được thông tin về vụ trộm. Nhiều camera an ninh từ JRS Diamonds and Jewelry đã ghi lại cảnh một chiếc SUV lao vào mặt tiền của cửa hàng. Sau đó thì những tên trộm được nhìn thấy chạy vào và đập phá lục tung cửa hàng nói cửa hàng lên. Chủ của cửa hàng không muốn tiết lộ danh tính, cho biết là nhóm trộm không lấy đi nhiều của cải, nhưng họ đã gây ra nhiều thiệt hại cho cửa tiệm. Chúng tôi phải làm lại sàn, làm lại tủ vì đã bị đập phá vô cớ. Trong đó chẳng có gì cả. Chủ nhà cho biết, điều đó ảnh hưởng đến chúng tôi về cả tài chính lẫn tinh thần. Người chủ nói rằng cửa hàng trang sức này đã có mặt ở tại Sherman Oaks trong hơn 3 thập niên qua. Cảnh sát không có manh mối nào về vụ án, nhưng chủ nhân nói rằng chiếc xe SUV có liên quan đến tai nạn đã bị đánh cắp và được tìm thấy bị bỏ rơi gần đó. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viet Channels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.